Trong những năm vừa qua, quân chủng hải quân được đầu tư rất lớn để đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho quân chủng được đặc biệt quan tâm. Nhiều chương trình đề án lớn được triển khai thực hiện. Bộ Quốc phòng cũng đã tham gia một số nhiệm vụ thuộc chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao. Viện Khoa học Công nghệ Quân sự chắc chắn không nằm ngoài nhiệm vụ quan trọng này. Đề án sản phẩm quốc gia radar cảnh giới biển cỡ nhỏ tầm gần BR-12 được triển khai. Với sản phẩm mẫu đài radar BR-12 là radar cảnh giới biển 2 tọa độ tầm gần, dùng để phát hiện, xác định tọa độ, bám sát quỹ đạo mục tiêu trên mặt nước biển như xuồng cao su, tàu cá, tàu chiến, v.v. Và trên không tầm thấp, tốc độ chậm trong vùng phủ sóng của đài như máy bay trực thăng, máy bay cánh quạt. Đây đều là sản phẩm của Viện Radar trong quá trình làm chủ các kỹ thuật quân sự hiện đại. Viện đã bước đầu nắm bắt được những công nghệ lõi và từ cái công nghệ lõi này có thể đảm bảo cho viện nó có thể hợp tác tốt với các đối tác để thực hiện làm các radar biển cũng như sau này là chủ động trong cái việc thiết kế chế tạo cũng như đảm bảo khai thác làm chủ vũ khí trang bị hiện đại. Qua thực hiện đề án, chúng ta đã làm chủ trong thiết kế chế tạo đài radar quân sự hoàn chỉnh với tính năng đáp ứng yêu cầu, hoạt động tin cậy trong môi trường biển, có khả năng kháng nhiễu cao, làm chủ trong chế tạo các bộ phát cao tần, hệ thống thu và xử lý tín hiệu, các hệ thống phần mềm trên đài radar, hiện đang thử nghiệm tại trận địa để đánh giá tính năng và chuẩn bị cho giai đoạn sản xuất thử nghiệm loạt nhỏ. Một sản phẩm radar khác là radar MR-10M, là sản phẩm của đề tài cấp Bộ Quốc phòng trên cơ sở nghiên cứu cải tiến hiện đại hóa radar cảnh giới bờ biển MR-10. Đặc điểm của sản phẩm MR-10 là đã áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, các nguồn linh kiện hiện có trên thị trường. Phần mềm xử lý dựa trên các thuật toán hiện đại áp dụng cho radar cảnh giới biển, có các đặc trưng riêng về nhiễu mặt biển, về đặc trưng của mục tiêu biển. Hệ thống thu phát được cải tiến dựa trên nền công nghệ linh kiện sẵn có trên thị trường, đảm bảo chất lượng, độ ổn định của hệ thống. Đặc trưng của sản phẩm, đấy là cái hệ thống xử lý là xây dựng trên cái phần mềm có những cái tính năng vượt trội so với cái radar cũ. Đấy là cái khả năng về bám bắt mục tiêu một cách tự động hoàn toàn. Cái điều này thì rất có ý nghĩa trong cái ứng dụng ở đơn vị là trắc thủ có thể thao tác một cách dễ dàng đối với hệ thống mới. Sản phẩm của đề tài mang lại kết quả hữu ích cho đơn vị chiến đấu sử dụng trang bị radar này. Trắc thủ có thể thao tác dễ dàng trên máy tính, quản lý tốt hơn các mục tiêu trong phạm vi quan sát của radar. Ngoài ra, quá trình sửa chữa, bảo quản cũng nhanh chóng, giúp cho đơn vị duy trì tốt khả năng sẵn sàng chiến đấu.